Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại quay trở lại giới thiệu cho các bác đấy, cái dòng con đội trong ốp lát nhà em. Đây, hàng con đội nhà em đây về rất nhiều, vô vàn, nhìn nhiều luôn đấy. Nhưng em chỉ quay qua giới thiệu cho các bác sơ qua về cái dòng con đội nhà em. Đây, hàng con đội nhà em đây nhé. Con đội nhà em thì là hàng 30 luôn. Các bác để ý là hàng 30 nhé, không phải hàng loại 10, 20. Cái loại 10, 20 rất là yếu, hàng này hàng 30, các bác nói nghe người ta nói chưa, các cụ nói chưa, vững như kiềng ba chân cơ mà đấy, nên hàng 30 này nó rất là chắc chắn luôn. Con đội nhà em thì có chiều cao là 20 cm này đấy. Cái đế của con đội này có chiều ngang là 10 cm và có độ dày là 1 cm đấy. Giá đồ con đội này cũng rất là dày dẫn nha, dày 0,5 cm, rất là dày đấy. Các bác mua hàng thì nên để ý nhá, nên để ý này, lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Bạn bỏ đồng tiền bát gạo ra nó xứng đáng này. Đấy, hàng em là làm bằng thép chống rỉ. Đấy, có tiếp xúc với xi măng, vôi vữa cũng không lo han gì nhá. Đấy, các bác để ý cái vấn đề đấy. Đấy, hàng em dày dẫn khi gần là các bác đội lên này. Rất là nhẹ nhàng, êm ái nhá. Đấy, cái đội này nhà em thì đội được cái trọng lượng từ 80 cân đến 1 tạ. Đấy. Giá đội rất là dày dẫn này đấy, khi nào không sử dụng các bác ấn này, rất nhẹ nhàng và trơn tru luôn đấy. Hàng các bác mua hàng các bác phải lựa chọn những cái hàng mà nó chất lượng đấy. Nên là các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em Giang. Em thì em bán giá là 90.000 một con đấy. 10 con thì em miễn phí ship đấy. Công khai giá thực tế cho các anh chị em biết nhé. Cũng có chỗ, những chỗ người ta bán hơn 100, 125, 130, nhưng em bán đây em bán lâu dài, bán này muốn đưa những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng đấy. Nên anh chị em là có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé.